就放开我的手，我不需要你赐给我的温柔，放一百个心我不会去强求，恋人做不成还可以做朋友，如果不爱我就放开我的手，你掉头就走我也不会挽留，放一百个心我不会把泪流，虽然我也想你陪在我左右，不要这么说我心里好难受，是我自由过chồng mình lại chở hai mẹ con mình đi ăn sáng. Hả, My nó ngồi đây viết nè. Đây là anh chồng của mình. Anh chồng của mình tên tiếng Việt Nam tên là Tiểu Mai. Sao nhau sao bảo? À, gọi là từ nó tên men chỉ mò mỹ dù la lắm. Men nhiều là. À, nhiều mà. Sao? Hay sao? Hả? Tôi sẽ bảo miên, nhau sẽ bảo miên mà. À, cái gì? Ví dụ, can hả? Ví dụ can hả? Xeo thăng. Xeo can. Xeo thăng hả? Ví dụ sao? Can hả? À. Bảo miên hả? Sư... Yêu miên. Bó khai miên hả? Sư miên phần cao. Ví dụ miên phần cao là miên phần cao hẳn gì? À, miên phần cao nó cơ... Ít ít khá lung, ít ít phên, ít phên hả? À, bởi dụ ít hẻo hả? Sư có hả? Sư yêu bảo? Xui đẹp. À, bà miên. À, bà miên ạ.